Hello, chào mọi người. Bây giờ hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách import một cái file PDF ha, bản vẽ PDF này vào phần mềm AutoCAD và đưa nó về tỷ lệ 1:1 ha. Thì bạn chú ý là khi mà thường là mình gặp nhiều trường hợp mình muốn vẽ lại hình 3D này, mà nhiều trường hợp mà kích thước người ta ghi bị thiếu á, mình muốn ghi đo để mà mình vẽ lại ha, hoặc là mình muốn lấy lại biên dạng để mình import vào phần mềm khác, thì bạn chú ý là phải đưa về tỷ lệ 1:1 ha. Thì đây là một cái bản vẽ như thế này ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn import vào bằng cách như thế nào ha. Đây mình sẽ xử lý. Thì đây bạn mở AutoCAD lên cho mình chưa, sau đó bạn vào phần insert này, bạn chọn vào PDF import ha, tích vào, bạn sẽ dẫn đến cái thư mục file bạn vừa dẫn ha, đây ví dụ file này, được chưa? Thì đây bạn sẽ chọn cho mình cái tỷ lệ là scale 1:1 ha, còn các cái tùy chọn khác thì các bạn có thể giữ mặc định ha. Các tùy chọn này là các cái data đưa vào thì nó sẽ lấy lại các cái layer như thế nào ha. User thì bạn sẽ chọn các cái tùy chọn mặc định cho mình và bạn chú ý chọn tỷ lệ 1:1 này ha. Ngoài ra các cái tùy chọn khác thì bạn có thể tham khảo thêm, đó là các tùy chọn mà lấy lại biên dạng làm sao cho nó sát nhất có thể đấy, được chưa? Để ví dụ như bây giờ mình sẽ đo kích thước ha, đo kích thước ví dụ như đây mình sẽ chọn vào phần đo thử xem đây có đường này có bằng 90 hay không ha. Tỷ lệ mới đưa vào chắc chắn là tỷ lệ đi của mình tạo phải là tỷ lệ 1:1 ha, có 1,7 mấy à, nó làm bị sai ha. Thì bạn chú ý là mình sẽ xử lý bằng cách là, vậy bạn chú ý này, bạn sẽ chọn cho mình một cái cạnh vuông vuông góc theo phương ngang, theo phương ngang ha, một đường line theo phương ngang này. Và bạn sẽ nhìn vào kích thước đó, ví dụ như kích thước đường line này là bằng 90 này, được chưa? Đường line 90 này thì bạn sẽ vẽ cho mình một cái đường line ngang bằng 90 ha. Ngoài ra các cái cạnh xéo hoặc là xiên như thế nào đó thì thường là mình sẽ chọn vào các cái cạnh theo phương thẳng ngang hoặc phương thẳng đứng thì nó dễ vẽ ha. Đây ví dụ như bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường line bằng 90 này. L enter này. Mình sẽ vẽ ra phía ngoài này ha, bằng 90 này. Enter này, được chưa? Đó, một đường line dài như vậy, kích thước của nó bằng 90 ha. Mình có thể đo thử này. Đó, 90 đúng không ạ? Thì đây mình đã tạo dim rồi nhé. Một cái tiêu chuẩn bản vẽ trước ha, trước khi được các bạn phải có dim trước ha. Đây, ví dụ cái tiêu chuẩn dim là mình đã tạo ha. Rồi các bạn đo này, bằng 90 ha. Ok, bây giờ mình sử dụng công cụ lệnh, đó chính là công cụ lệnh align ha, update cái đường line ngang bằng 90 theo tỷ lệ scale nhỏ này này, theo cái biên dạng này, được chưa? Thì đây bạn sẽ chọn cho mình tỷ lệ, nhấn phím AL này. Ok, quét tất cả biên dạng này, được chưa? Sau đó nhấn Enter cho mình. Rồi sau đó bạn sẽ point điểm thứ nhất này. Point điểm đầu của cái đường line này ha. Rồi, điểm đầu này sẽ thay thế bằng điểm đó, mút của đường line này, điểm đầu của đường line này. Điểm point thứ hai này là điểm cuối của cái đường line này, được chưa? Đường line này ha. Và bạn sẽ chọn vào điểm mút của cái đường line bạn vẽ ha. Được chưa? Thì là tổng hợp bạn chọn cho mình bốn điểm ha, có nghĩa là thay thế điểm đầu của thằng này bằng điểm đầu của thằng kia cuối này ha. Ok, sau đó bạn nhấn phím enter cho mình thì nó cho bạn hai tỷ lệ, thứ nhất là tỷ lệ zit và no. Zit là nó sẽ cho bạn là update tỷ lệ luôn, còn no là nó sẽ không update tỷ lệ, nó chỉ đi theo đường phương ngang thôi ha. Thế là bạn chọn cho mình là tỷ lệ zit tự động update luôn ha. Thế đây bạn có thể đo thử kiểm tra lại, đo thì bằng cách bạn chọn đo ha, mình nhấn DLI ha. Các cái lệnh đo trong phần AutoCAD các bạn có thực hành nhiều hơn ha. Đây, 50 đúng không ạ? Đây enter. Rồi 120 bạn có thể kiểm tra một số kích thước ha. Hầu như là nó sẽ là import vào đúng 100% luôn ha. Ngoài ra những cái tỷ lệ mà bạn vẽ nát quá thì nó đúng gần tới 98 đến 99%. Nếu mà cái bản vẽ của bạn là chỉnh sửa edit PDF nhiều lần thì nó cũng đúng đến 80 90% ha. Ok. Đấy, còn những cái trường hợp mà PDF của bạn là không edit PDF, ví dụ như PDF này, cái phải bạn chọn edit này. Edit PDF ha, mình sử dụng một cái phần mềm khác, bạn có thể edit số của nó được mà. Đây, ví dụ như 90 mình muốn edit đây này, với là người ta chỉnh sửa nhanh nhá. Đây, ví dụ như này, ok. Thì người ta chỉnh thành là 100 nhá. Thì nhiều trường hợp như vậy thì bạn chú ý ha. Ở đây nó đã đưa về tỷ lệ cho bạn là tỷ lệ 1:1, rất là chính xác. Các bạn có thể đo, kiểm tra lại ha. Một số cung trong trường hợp thì khi mà import vào thì nó sẽ không nhận diện là cung ha. Thì các bạn chú ý là các bạn phải ướm chừng ha. Và dùng lệnh line để mình vẽ ha. Để mình kiểm tra được cái cung nó là bao nhiêu. Nếu nhiều trường hợp mà không có cung ha, không đo được cung thì các bạn sẽ sử dụng các công cụ ướm chừng ha. Ok, đặt theo ạ. Cách import một cái file vào ha và đưa về cái tỷ lệ 1:1 bằng cách công cụ lệnh align, được chưa? Chọn đối tượng rồi chọn thay thế bốn điểm point ha, hai điểm point bằng hai điểm point khác và chọn zip để mà update tỷ lệ. Đó là cách import vào ha, rất là đơn giản. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.